Vâng, em xin chào các bác. Đấy, bác nào đang lại hỏi em cái băng cassette nhé. Đầu băng cassette của Kenwood dòng 5002 đời cao của Kenwood nhé. Để bổ sung thớt cho cái bộ 502 thì các bác alo ngay cho em nhé. Đây, lại vừa về được một con đầu băng cassette đây. Đây, con này là con Stereo Cassette Tape Deck, Cassette Deck KXF 5002 nhé. Đấy. Con này về thì hàng đẹp. Đấy. Hàng đẹp. Ok chưa? Hàng đẹp nhá. À, sử dụng điện 100V hàng nội địa Nhật các bác nhá. KXF 502 hàng nội địa Nhật này. Công suất tiêu thụ điện là 13W. À, sử dụng điện 100V của nội địa Nhật nhá. À, sản xuất tại Malaysia nhá. À, seri là 0130 này. Đấy, máy thì còn đẹp. Đấy, và còn lên điện bình thường này. Đấy. Lên điện bình thường nhá. Đấy. Ra vào bình thường, băng vẫn chạy bình thường thôi nhé. Đấy, cái băng cassette này thì nói chung là Zekunoa nó đang dùng được thì về các bác cứ dùng nhé. Đấy, sau này khi nào mà nó trùng cái Zekunoa rồi thì mình mang đi thay sau nhé. Còn đấy hiện tại đây nó vẫn đang chạy bình thường này. Đây. Cả hai chiều đều chạy được nhé. Sữa ở trong hộp xốp. Ok nha. Giờ có cái tua này. Để em tua hẳn qua đoạn này xem như nào. Cái bài vừa rồi nghe nó có cảm giác nó có tua được này. Tua lên tua xuống được hết nhá. Ok nha, đấy. Băng cassette là chạy ok. Đấy. Thì con cassette này nha thì là nhìn chung là hàng còn đẹp và chạy được cả cassette luôn, nên thì bác nào đang có nhu cầu mà chưa cassette đấy thì có thể lấy cái thớt này về làm đầu cassette rời, hoặc là có cái bộ Kenwood 5002 1001 7002 để mình có thể ghép thêm vào để mình thành bộ dàn 5 thớt 6 thớt cho nó đẹp hơn nhá. Đấy thì con này em bán là 1.250.000 đồng. Thì bác nào đang có nhu cầu mua thì vui lòng liên hệ, số điện thoại là 0979891682 hoặc là 0966594581 giúp em nhé. Đấy. Chiều ngang con này 27, chiều sâu khoảng 25-26 và chiều cao nó là khoảng 12 nhé. Vâng, xin chào các bác và xin gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em. Vâng.